vậy là xương cơ bản với là xương lưng cao nên được tách này. Nhưng bây giờ thì là chung hết mà là xương cơ bản sản phụ khoa, cho nên là không lấy, không tách là xương cơ bản, xương cơ bản trước là chỉ có những làm chỉ xương bình thường 2D thôi, còn xương chuyên sâu thì bắt đầu lưng cao với xương 4D, bây giờ là chung tất, đúng không? Mà có như thế thì cấp mấy chứng chỉ được. Thế thì hôm nay là trưng bày xương hệ thần kinh. Thì phần thứ nhất là đây phải có phần nội dung, có phần kia nội dung. Đây thì cái mặt cắt này nói rồi đúng không? Có ba mặt cắt như thế. Cái gì dùng với nó? Đây này, đây là cái nguyên lý xương, mà đây chỉ nói một khía cạnh thôi. Đó là cái gì? Đó là cái ảo ảnh xoay gương. Cái nhìn cái khối tu mo này là em ở trên gan, ở cái kia nó tương đương với hạ phân thủy 8, đúng không? Sau trên thì nó đi qua cơ hoành, em nhìn em ngay nhìn cái mũi tên đơn chỉ đấy, đặt một cái khối cũng nằm ở phổi, trông như là một khối nằm ở phổi, nhưng đây nó là ảo ảnh xoay gương, bởi vì nhu mô gan là tốc độ chuyển năng của nó là 1.540 m/s, nhưng nó sang phổi nó là khí nó chỉ có 300 m/s thôi, cho nên hầu như nó bị sao, nó bị dội lại. Nó dội lại thì nó dội lại nhiều thì nó thật trở thành cái khối như là cái khối ở bên trong gan, nhưng không thực tiễn là không phải là xương, không phải u gan, u phổi, mà chỉ là u gan thôi. Đấy người ta gọi là hiện tượng ảo ảnh xoay gương. Sau này nó có cái khối u gan nó nằm sát cơ hoành ấy, là các bạn xương mà các bạn cắt là nó thấy trong cái phổi nó có, thì đừng cho nó u phổi mà nó cho chụp lên và nghĩ đến cái gì, nghĩ chứ đừng nghĩ chẩn đoán đến lúc mà nó không phải là cả người lắm, mà biết chẩn đoán là u gan sang u phổi thì đương nhiên nó lại vào di căn và nó là gây chất cao rồi. Trong cái này nó có một cái đồng thuận của hội xương đi qua xương sản qua Mỹ, người ta nói làm sao, nó là xương không quá 500 giây mà không nên để cường độ xương quá 0.2 mW/cm³, mà nếu để hơn như thế là nó sẽ sinh nhiệt, và người ta khuyến cáo là trên xương, dưới xương mà dưới 10 tuần thì không nên là xương, không nên sử dụng xương đốp lơ sung, và cái xương đốp sung là cái năng lượng của nó gấp 20-30 lần của xương 2D, từ nó ra sinh nhiệt. Những cái thai mà 7-8 tuần ấy, mà mình xương bằng đốp lơ sung để mình bắt tim thai cho người mẹ nghe ấy, với lại để cho cái dao động của nó, người mẹ sẽ nhìn thấy chứng minh đó là có xương tim thai, mà không biết làm lâu ấy, khoảng 2-3 phút là nó sinh nhiệt lên, tăng nhịp tim thai, mình về có khi 2-3 ngày sau nó chết. Cho cái đồng thuận của Mỹ ấy, người ta nói là không được xương như thế. Cái ngay cả cái khung xương đốp lơ màu mà thai dưới 12 tuần người ta cũng tối đa là tránh sử dụng, ít khi sử dụng với nó khi cần thiết thôi, và nó không có sinh nhiệt. Nó sinh nhiệt đương nhiên nó sẽ tăng nhịp tim lên, tim hai thì biết là nó còn đang là cái ống của nó chưa là hết rồi, nó kín rồi, cho nên nó hay bị tăng nhịp tim, mà nó tim hai là hỏng. Cái đồng thuận của người ta cũng cho là xương dưới 12 tuần thì nên xương bằng xương đầu giòn đạn. Trước kia là người ta rất ít dùng, nhưng bây giờ là người ta sử dụng từ năm 2015 là bây giờ người ta sẽ đi 2020 đồng thuận nghề functional, là người ta là đi vào là người ta khuyến cáo là xương đồ giòn đạo để phát hiện sớm dị tật, và xương đồ giòn liner để phát triển. Chứ trước kia thì không bao giờ dùng đồ giòn liner để xương thai rồi, nhưng mà người ta khuyến cáo là nên dùng hai cái đấy để phát hiện sớm dị tật, và mình thì là nó quen được là công vách đồ giòn đạo rồi, rất ít khi dùng cái liner lắm. Thì bất thường là thần kinh trung ương là mối lo lắng lớn nhất của hầu hết các thai phụ, bất thường là thần kinh trung ương xảy ra tần suất 1/1000, nhưng đây khoảng 5% trẻ sống. Sự tăng cao nồng độ alpha FP có trong những thai người mẹ là dấu hiệu chỉ điểm hướng đến sự bất thường của thần kinh trung ương. Nên là bây giờ người ta 12 tuần người ta làm xong xét nghiệm cơ bản đấy, người ta làm luôn cái này để mình có cái hướng chỉ điểm cho mình. Nhưng alpha FP bình thường cũng là một trong những bình thường rồi. Và siêu sản khoa nó dễ lắm, sơ học
học trở nên ngành ấy, mà học xương sản được khoan nó chỉ bằng 10% của trở nên ngành thôi. Thế nhưng mà bạn làm ở tại nhà làm ngoài ấy, phòng khám ngoài thì xương sản được khoan được chiếm 90%. Xương ổ bụng người ta xương 6 tháng một lần là nhiều lắm rồi. 5 lần mình đến mình có thể quen mặt bệnh nhân mà, nhưng mà xương thai thì có những người đến nhà tôi đóng tập giấy đóng tiền quyển luôn, buồn lại đi xương, nên là thu tiền thoải mái thôi chứ không như là xương cổ đấy. Mình ngại cái viên sỏi mà ngoái bị xương 1 cm nên hỏi bác cái thế này nó xuống 0.9 lên 1.1 lên làm sao được, nên ngay cái này chục năm mới trở lên được, nên là cũng thích. Nhưng xương thai hôm nay nó thế này, mai nó khác luôn. Tuần sau đến là cười rồi, ngày không có chim, tuần sau lên chim tự như là cái có điện luôn, nhân thích. Cái việc khảo sát thường quy hành vi trung ương cần được tiến hành vào tuần thứ 18, tuần thứ 20 của thai kỳ. Đấy là theo cơ bản thông điệp. Và bây giờ nếu bạn nào làm tốt thì 15-16 tuần có thể làm được rồi. Nhưng ta cần lưu ý là một số cái bất thường về đường kinh ương có thể xảy ra ngay trong quý 1, trong khi một số khác thì chỉ là quý 3 thời kỳ. Thế thì như thế, chúng ta học làm xương ấy, làm xương thai chúng ta được rất thuộc vào cái đại phẫu xương, đại phẫu xương thai. Ở quý 1 là giải phẫu của nó, ở cái đầu là thế này, giải phẫu quý 2 nó là thế này, giải phẫu quý 3 nó là thế này. Thì mình nhớ được, mình biết giám sát được. Chứ mình không thuộc của cái giải phẫu xương thì đến lúc mình cắt mình biết nó là cái gì chắc cả. Thế nên chúng ta phải có là thuộc. Cái này trong sách có rồi, có gì là trong đấy là trung tâm ghi là rồi. Không cần nhắc lại đúng không? Hệ thống thần kinh này được hình thành từ bản thần kinh, ống thần kinh hình thành ba đuôi não trước giữa sau. Não trước thì phát triển đến đỉnh não, nó trung gian thì có nhớ đúng không? Được chưa? Đây khảo sát tốt nhất bằng siêu âm qua đời bóng đạn 10 tuần thì hồ sơ bắt đầu vôi hóa, quả não rất mỏng, mặt chất rất rộng và lớp đầy trong nội mạc. Mà người ta tin là nó cung cấp chất dinh dưỡng để não phát triển. Lúc bé là phải làm như thế. Để hàng chữ C đây là đáp nội mạc. Nó rất lớn như thế. Một đồng chấm là não sau, chính là khoang não sau. Khoang này giảm dần kích thước khi tiểu não hình thành và để trở thành não thứ tư. Khoang não sau khá lớn trong quý 1, do vậy không được nhầm lẫn là cấu trúc bất thường, nang bất thường trong não. Đây không phải lâu xa nhé, đã có bạn xưa ở Thanh Trì là chuyển bệnh nhân lên nhà rồi, anh xem cho em là cái này nó bé một chút, cái này nó to, cái này biết là cái gì không? Hai túi thai rồi một túi nữa chứa một thằng này là túi thai trống, xem có phải thai lưu không. Nên mình lúc đầu mình làm mình rất bình thường, rất chủ quan, mình thích trả lời bình thường luôn. Bệnh nhân đánh và xong trả lời xong rồi có cái anh ở dưới chuyển em lên nhờ bác xem cho em là hai túi thai của một túi, còn cứ mất thì bác bảo hết cứ xem đi, cũng mất thật không thì chẳng thấy đâu nữa nè. Thế nó đưa hình lấy hình ảnh sơn của cái bạn của mình thì cái thằng là cái này rất cẩn thận nhé. Cái khoảng não sau rất lớn, đừng tưởng nó là não thủy. Đây cái hình ảnh kinh điển là trước này, cái hình ảnh còn sau này tôi biết được bảo là cái máy ở đâu ra, còn máy bây giờ này, máy ở nhà nó nét như thế này, cũng một cái thai như thế này, băng tuổi nhau 9 tuần, mà trước kia nó thế này thôi, nhưng bây giờ nó thế này, não sau này, đấy não sau, và não sau nó rất lớn chưa đóng hết nữa. Đã có xương quý 23 và mặt cắt trần, mặt cắt qua đầu thịt, mặt cắt não thất, mặt cắt tiểu não. Mà cái màu mũi tên xanh này là mặt cắt đồi thị này. Đồi thị là cái màu xanh này. Xanh này là não thất bên, mặt cắt não thất bên là trên mặt cắt lớn đỉnh. Chúng ta sẽ lấy được cái não thất bên, mặt cắt đồi thị. Là sẽ lấy được đồi thị, đây là mặt cắt giữa.
mặt cắt này là cắt tiểu não, lên tiểu não, nên là ba mặt cắt chính ở trên đầu. Đây là cái tiêu chuẩn của mặt cắt nước đỉnh. Mùi xương sản được con nào cũng phải nhớ. Đừng để lúc hỏi thi nhưng qua hỏi 6 bạn thì muốn cho trượt cả 5 bạn luôn. Được mỗi bạn học lớp xương, lớp sản khoa định hướng thì bạn đi học kẽ vào cái này bạn lại trả lời chuẩn hơn người khác. Tiếp theo, lớp xương lên cao là ai dùng đến chính mặt, là chính tiêu chí. Nhưng bây giờ chỉ cần 7 thôi là mình đã có thể chuẩn đoán được rồi. Một là gì? Một là đầu nó phải hình oval như này nhé. Đầu tròn, đầu dài đều là đầu bệnh lý. Một này là đầu hình oval. Hai là gì? Là phải có đường trắng giữa phía trước này. Nên đường trắng giữa phía trước này. Có đường này là chứng minh là có phần trên có trước. Ba là gì? Là vách trong suốt. Có vách trong suốt là có thể trai, không có vách trong suốt gián tiếp là bất sản thể trai. Còn trường hợp nó là ban đầu giải phẫu của nó là bất sản trong trong suốt đơn thuần thì nó lại vấn đề khác, nhưng mà gián tiếp của nó là phải đi thể trai. Vách trong suốt thì người ta được mô tả như nguyên hộp như cái bao diêm, thành hai thành ngoài của nó là thành trong của nó thất bên nha, nó sát với thành trong của nó thất bên. Còn trong quá trình mà nó có giả thì có nang ở cạnh nó thì là nang nó vách trong suốt hoặc nang cạnh nó thất bên, đó là vấn đề khác. Đây thì rất là sâu và nếu mà học như thế tuần như hết bài này được. Trên đỉnh trên của nó là gì? Là phía dưới là nền của thể trai. Còn phía dưới của nang của vách trong suốt là cái gì? Là vòm não. Bốn thành phần là nó bốn thành như thế, cái này luôn luôn nhỏ hơn bằng năm nhé, bằng nhé, chứ không phải là nhỏ hơn năm, nhỏ hơn bằng năm. Tiêu chuẩn thứ bốn là đôi thị, nó như một viên kim cương đây, đáy lớn của nó là đây, đáy nhỏ ở đâu thì thế mà đấy, không phải thế là nên chuẩn đoán thế, không phải chuẩn đoán là lưng, nhưng mà chuẩn đoán thế là phải chuẩn đoán qua đoạn đầu của nó, qua cái đôi thị này, đầu đáy nhỏ, hai bên là nó cân như hình tam cân đấy, giữa này có nó rất ba. Nó thì dòng đầu tăng nó kinh khoảng nó nhìn thấy nó. Tiêu chuẩn thứ 5 là cuống não bể lớn nút sau. Cuống não bể lớn nút sau này kia. Cái nút sau thì nó luôn luôn nhỏ 10. Nhưng mà phải cắt, mà cắt tiểu não mới đo, chắc mới đo vào cái này tất cả. Tiêu chuẩn thứ 6 là gì? Cái này là cái gì? Thung lũng xuyên dưới. Hai thành nhé. Thành trong và thành ngoài. Thành ngoài thì người ta nhìn cái thành ngoài chuẩn đoán tuổi thai, chỗ này là cái thủy đảo này, còn dương thủy đảo này là đứa trẻ nó trở thành nước đánh luôn. Tiêu chuẩn số 7 là cái bản xương sọ này trước và sau nó phải cân đối nhau, nếu mà như thế nó mới là vuông góc, còn nếu mà mình cắt mà nó trên này nó đậm dưới thì nó mờ thì nó không vuông góc, mà dưới nó đậm trên mờ cũng là không vuông góc. Còn cái mũi tên nó không đánh là cái gì này, nên là khớp nhé, khớp sọ. Đây thấy có rõ không? Khô sau phải đo ra đây nhé, đo là cắt tiểu não này. Luôn luôn nhỏ bằng 10, bằng 10 cũng được. Tiểu não đâu nghe. Đây là cái bệnh nhân mà nói luôn quý quê luôn luôn cắt quý 2 và giữa quý 3, đầu quý 3 là mình nhìn cái khe khớp này. Khớp này là khớp gì? Đây xương gì? Xương chán. Đây xương gì? Chán đỉnh, đúng không? Phía dưới xương thái dương. Đây là khớp gì? Đây là xương gì? Chẩn đỉnh. Ba lần phải nhìn cái khe khớp này. Nếu không nhìn cái khe này mà đầu biến dạng, gọi là liền khớp sớm, bệnh cực nặng luôn nhé.
áp ướt. Đây rất là nhiều khớp này, một tí quyền ấy. Đây là một bệnh liền khớp sớm, mình cứ mô tả này đầu quân nhé, là bác sĩ sơ và bác sĩ người ta nghĩ ngay đến là liền khớp sớm, nghĩa là các khớp nó không phát triển được nữa, xương phát triển bắt đầu nó phồng các người ra, nó phồng ra để nó chứa não, đầu não vẫn phát triển nhưng mà xương không phát triển nên nó lại phồng ra. Đây là do cái đầu quân nhé. Đây là bệnh nhân mà nó người ta vẫn comment với mình là bệnh nhân là ở trên vãi hay trên mặt cạnh gì đó vẫn comment với lại khoa. Bệnh nhân là bệnh viện rất sớm, khi bệnh nhân đến viện để làm hồ sơ sinh thì phát hiện là bệnh viện rất sớm, không có gì bỏ thai nữa, và bệnh nhân này là ở trên tim vãi hay là trên này xuống. Còn nó lấy rất nhiều ảnh thì đưa một ảnh về hình thôi. Đây là bệnh nhân rất sớm, mình có nhìn thấy không? Chán nó rô này, rãnh nó kẹp này. Đấy. Mắt nó lờ, nó không một chỗ nên tăng nó nổi sọn. Sọ thì không phát triển được, não phát triển nên nó mệt như thế này. Nhưng mà rất là nặng. Mỗi lần nhìn bệnh nhân này là phải dùng đúng không? Bệnh nhân xương rất nhiều ở trên ở khám tư nhân ở trên này. Cái lúc này là một sơ sinh, mày vẫn liên lạc được nữa. Tôi làm xương sản khoa là có tâm tầm đức người làm không rất là nguy hiểm với bệnh nhân này, cả là một hoàn toàn khổ chứ không phải gia đình. Đây là cái mũi nó gãy nó gập xuống này, nó làm hẹp cái đường thở này, bệnh nhân là suốt ngày viêm phổi, mổ qua nâng mũi này, mổ để đục cái khớp này ra để phát triển. Con của thầy ở bên nhi trung ương này, thầy tươi tiền. Con là thầy mới được 7 tuổi thôi, đúng giờ đã phát hiện là liền khớp sớm là một đẻ, tại vì con ra nhà 2-3 đứa gái mà 7 tuổi, bán đi hai nhà đi là thành, nó không biết tồn tại với đường gà không ấy, nhưng suốt ngày nó chỉ có thể thở được đâu. Thôi nhưng mà bệnh, cái chỗ này nó hẹp tí, không được thở, rít thì mỗi cái rất là khổ. Nhắc mặt thì mình trả đây nó vui thôi, cơ bạc không nằm trong đây. Thì những cái gì đây là những cái đại đại cương và những cái đại có xương nắm được theo tuần thai, theo tuổi thai. Nếu nghe được không? Nếu mọi người nhận nghe được không? Mọi người trên này không phải ghi gì đâu, đúng không? Ngon ngủ cứ ngủ nhé, mà làm học cứ học thôi. Anh giải quyết bởi anh rất nhiều người, một tiếng nữa thôi. Đây là những giải pháp đáng nghĩa ra những cái bài như thế này, ví dụ như bọn anh rất học thì những thai vô sọ những ống thủy này cũng xíu làm một bài, còn dưới này lại một bài, trên này, những chỗ này lại một bài, khoảng một tuần hết rồi này. Ngày đi rồi mà giờ thống kê lại thôi, giờ sách đánh đầy vô sọ, một là vô sọ, thai vô sọ là chiếm 45 khuyết tật ống thần kinh, còn dư là phần đầu khiến cho thai không có sọ, nhu não loạn sản có thể hình thành ở phía sau mặt, nhưng phần mô này rất teo đi khi thai càng ngày càng lớn, 100 năm trước ngay sau khi sinh, nghĩa là phát hiện thai có sọ ở thời điểm nào, đình chỉ thai ở thời điểm đó. Thế nhưng bạn học định hướng sản thì như thế nào gọi là đình chỉ thai nhé? Hai từ thôi, một là đình chỉ thai nhé, hai là kết thúc thai nghén. Đình chỉ thai nghén để thai làm sao? Đấy là xác định nó chết thì đình chỉ, đúng không? Còn kết thúc thai nghén là nếu để lại nó chết, mà phải lấy nó ra để nó không suy dưỡng, nó không suy dưỡng, nó không thì nó hai từ thôi. Ở đây mình đang nói là nếu là thai vô sọ thì cứ phát hiện thời điểm nào là đình chỉ thời điểm đó, bởi đấy là kêu gì nó chết. Mà cái giống này ấy, nó này vì nó không có xương sọ thì nó sản xuất ra rất ít dopamine, cho nên nó có khi nó trở đến 41 đến 2 tuần, 43 tuần nó không thể chuyển dạng, nó lại giả người thế này. Thì thay vô sọ nó có hình ảnh của nó này là mắt ếch này, đau ớt thường thấy này, thay rất căng động bởi nó không có cái sự kiểm soát của vỏ não nữa, là một cái vành ở đây hình ảnh hai mắt này, như mắt như mặt con ếch này. Mà cái dọc giữa thì thấy không có xương chán, mà xương sọ phẳng lì đến nền sọ là hết rồi, đúng không? Đấy, cắt vào đây này.
đây cổ sống nó hở đây, không có cái gì nên vô sọ hai cái mắt. Cái này thì dễ lắm. Thay 15 tuần phát hiện không có gì. Trong này còn cái nữa, cái là não lột ngoài. Cái này là nó tương đương như thay vô sọ, nghĩa là nó chỉ có tổ chức não thôi, nó, và màng não nó không có xương hộp sọ như thế này. Nhưng mà mình chẩn đoán cái này 15-16 tuần là não lột ngoài, nhưng đến 29-20 tuần người ta chưa bỏ thai, người ta đến thì có những chỗ khác chẩn đoán là thai vô sọ cũng không sao, không sai. Mà mình cũng không sai, bởi vì trong cái não lột ngoài thì cái mạch máu này nó cũng bị tiểu sản, hoặc là nó cũng đã bị rối loạn gì đó rồi, cho nên là nó hoặc là những trùng thì nó cũng bị tiêu dần cái thành nhu mô não đi, 4-5 tuần sau có thể nó cũng trở thành, nó hết và nó nước không cũng trở thành thai vô sọ thôi. Cái hai cái này nó đều nặng như nhau để bỏ hết. Còn ta đến nong thủy, nong thủy là sự gia tăng thể tích của dịch nong thủy trong các nong thất, nó thể hiện bằng sự giãn ra của một số hoặc tất cả các nong thất, mà thường thấy nhất là nong thất bên. Nong thủy có nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là cái hội chứng bất thường như rất thể cái điều kiện bẩm sinh của não và thủy sống nhiễm trùng trong thời kỳ bào thai. Nhau thì thường kết hợp với các bất thường khác ở đây nhi, tiền đình tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ, mức độ trung bình. Đây chẳng nói ống thủy ở trước 18 tuần là khó, mình phải rớt, mình phải nắm được cái này, dấu hiệu đông đưa của đông đốt hình mạng là dấu hiệu duy nhất để chẩn đoán thôi, bởi vì nó thất bên có thể bị giãn mà bề mặt của nó vẫn nó thất vẫn nhỏ, người về đầu nó bé mà về dấu hiệu đông đưa nó sau 12-18 tuần thì dấu hiệu đông đưa nó ngoài góc của đám rối mặt đo theo đường giữa là 18-22 độ, cái này ít dùng mà chủ yếu đo cái bề rộng nó thất bên là trên 10. Đo theo phân ly thì dưới 10 với kỷ lực thay nào là bình thường. Còn môn thì do cái đếm đang vết bạc với thành trong của não thất bên thì lên 1-4 mé thì cái này nó có một cái kết hợp đang đưa này, cái này đang đưa giống nhau. Thế còn có ai hiểu được cái đông dấu hiệu đang đưa không? Còn hiểu đang đưa in là này có rồi đúng không? Đây là dấu hiệu đang đưa, đây là cái não thất. Thế thì cái não vết mạc này bình thường nó song song với não thất bên, nó song song với đường dưới này. Bây giờ nó đã ra thì cái này nó rũ xuống đây, à, đây nó rũ xuống đúng không? Nhưng ở trên nó nằm ngang. Thế giờ mình mới khua nó dậy, lắc lắc cho nó dậy, thì cái này nó quay lên trên thì nó lại nằm ngang nó như thế này, và cái này nó lại rũ xuống như thế này, người ta gọi là đong đưa nhé. Khi mà nhìn thấy dấu hiệu đong đưa này thì phải nghĩ đến là nó thất bên, hiểu chưa? Đây còn to là do như thế này, do người đó do từ đấy sát chân nó có định mạng. Nhưng còn cái chút cái làm cắt cái này làm sao ra này, tí nó sẽ có cái phần sau. Não thủy một khi chuẩn đoán được ra não thủy, ta cần phải khảo sát kỹ hộp sọ ở sau. Nếu hộp sọ có hình dáng quả chanh lên mặt giáp thì ta nghĩ đến cái phát bị não bằng não, hoặc hình ảnh quyết sọ cái phát bị não. Não thất bên trên bán cầu não bình thường là 0,6. Não thất bên nhé, trên bán cầu này não một bên nhé, một nửa này, một cái não thất bên này đo với một nửa thôi là 0,6, nhỏ 0,6. Não thủy sẽ lên 0,6. Đã não thất sinh lý thì đến 20 tuần, nghĩa là dưới 20 tuần thì chúng ta phải là mô tả thôi, còn việc cân nhắc có chẩn đoán là não thủy hay không thì nó lại phải nhìn vào thực tế của nó. Chứ mình chẩn đoán là não thủy mà sau đó nó đóng cái cơ cấu não lại, nó lại trở về bình thường là trở người đấy. Nên là mà phải rất cân nhắc giá nó thất sinh lý cho đến 18-20 tuần nhà cũng xin nhớ. Cấu sinh vật nằm giữa nó thất ba và nó thất bên, à, nó thất tư, à, quên cái này. Xin thì bạn nào biết rằng là cái nó thất bên nó như thế nào không? Nó có cấu trúc của nó gồm cái gì? Một là sừng gì? Hai là sừng gì?
sừng sán đây, sừng chấm đây, đây là sừng gì? Thái dương. Đây là thân não thấp bên. Chỗ này là sừng chấm mà mình hay đo kích thước của nó ở chỗ sừng chấm. Chân của nó với hai cái hai bên này. Nó nối với nhau để xuống nó thật vàng vào cái gì? Ở lỗ mông rô. Hai bên hai lỗ mông rô nối xuống thành xuống đây thành nó thật ba. Nó thật ba nối bên lại. Nó thật bốn bằng cái gì? Ống xì điên. Nha. Bây giờ nó tắt lỗ mông rô một bên thì nó sẽ giãn một bên thôi. Tắt cống xì điên thì nó giãn hai bên. Đúng không? Cái hành trình của nó tùy nó như thế nào? Thì nó tùy là người ta cho rằng là đang bệnh mạng tạo ra 78% thì nó tùy. Nó bệnh mạng rất nhiều chỗ lắm. Cái mình nhìn đến đây là đang bệnh mạng nó rất bên. Còn ở những cái hộ khác cũng có nặng, chán cũng có, hố yên cũng có đang bệnh mạng. Rất nhiều chỗ nó đang bệnh mạng, nó bé mình không nhìn được. Thế thì hành trình nó tùy là nó đi từ nó bên này. Nó xuống nó thật ba này, xuống nó thật bốn xuống nó ống thủy, mình cần bằng cái gì? Đúng không? Bằng hai lỗ hai bên, lỗ nắp can và lỗ Marjani. Và thì nó chỉ đổ ra bằng nhận hai bên, đổ ra bằng nhận hai bên, bằng như thế thôi. Là khoảng 2% đến 3%, 7% theo ống thủy mình cần nó xuống, tuần hoàn làm sao cho nó không bị rối loạn, không bị bệnh trong mặt. Bây giờ mình đi đến cái hẹp cũng xíu, tương nhiên làm đến đất và đất bốn hẹp cũng xíu, tương nhiên đến đất bên hai bên và nó thất ba, nó thất bốn là ô sau bình thường. Các nguyên nhân do nhiễm trùng trong việc cung tột sụn đất mà cytomegaloviru tiếp xúc với các chất gây quái thai hoặc u nội sọ gây tắc ống xì đất. Chẩn đoán thì từ quý hai nó ống thủy hoặc sọ nguyên vẹn thì quanh nó bình thường, hố sau bình thường. Đầu đầu kia thì dễ là đây, cả đó siêu thể hiện nhận giãn nó thấp bên này. Đấy. Nhìn lên từ một nó bên nó lên 16,2 rồi. Nó đang đôi mạng bổ sung này. Giãn nó thấp ba, nó thấp ba đây. Tí này, nằm trong đời thị này. Tí này nó. Nó thấp ba, ít khi nhìn thấy nó thì phải coi sự. Chỉ nó bình thường, vậy nó sau bình thường này. Nó thấp bốn bình thường. Thế thì trong cái giãn nó thấp bên ấy, thì người ta có một luôn luôn hoàn bằng 10. Bằng 10 mình vẫn để theo dõi thôi. Còn lại là từ 10 đến 14 cũng có thể là biết là 12. Từ 10 đến 14 người ta gọi là giãn nó thấp bên tương đối là vì sao? Vì là có thể nó trở lại bình thường, vì là có thể là nó sẽ tăng lên trở thành nóng thủy. Thì nó có nhiều nguyên nhân, có thể do viêm nhiễm này, nó cũng tăng lên tưới máu lên não, nó cũng tăng tiết dịch, nó cũng gây lên là nóng thủy, giãn nó thấp. Thế thì nó tắc cho cục máu đông chẳng hạn, nó cũng gây lên, ngày mai cục máu đông tan nó lại trở lại bình thường. Còn nó có thể nó hẹp cái cống tạm thời để nó phát triển nhanh quá, nó chưa kịp để là giãn này cái ra thì nó đấy, ngày mai nó lại phát triển chậm lại, nó lại trở lại bình thường. Thế nhưng mà là tương đối nhé. Còn trên 15 thì người ta gọi là giãn nó thất rồi. Cái này 16 là đương nhiên là giãn rồi. Còn chỉ giãn laryngoscope rất là ấy thôi, đưa ra những thông điệp thôi, chứ còn thì không phải là đưa ra cái bệnh nào cụ thể để mà mình chẩn đoán nguyên nhân cơ chế rồi là bệnh học của nó thì rất là không thể ra. Thì giờ cái gì giãn laryngoscope thì 70% dị dạng ngô cơ là kết hợp với dị dạng khác về thần kinh. Dị dạng kết hợp bao gồm thoát vị não, tật đầu nhỏ hay lobotomy, rồi là lạc chỗ chất xám, dị dạng hồi não, rất nhiều cái mà nó gây lên những cái dị dạng kết hợp và những toàn những là cái nặng thôi. Bất thường là những cái thể được mô tả trong khoảng 20-50% trường hợp bao gồm tới suy nhìn 3-18-21. Bệnh có thể chẩn đoán khi tuổi thai 17 tuần, khi thủy nhập đã hoàn toàn hình thành. Kiểu não thì nó bắt đầu nó phát triển theo đúng theo tiêu chuẩn của nó là
14 tuần và nó hoàn thiện xong là 27-28 tuần. Thì những người bệnh nhân mà người ta không xương quý 1 mà người ta đến với mình là quý 2 rồi, thì những cái mà mình không thể làm được nữa thì mình sẽ dựa vào cái tiểu não, dùng đo kích thước ngang tiểu não tuần thai. Ví dụ mình đo được 15 mm thì mình có thể chẩn đoán là thai tương đương khoảng 14-16 tuần. Và nếu là thai 5 thì mình chẩn đoán là có thể tương đương là 24-26 tuần, nó cộng trừ một tuần. Mà nó song hành từ thai đến 14-27 cũng là thành 28 tuần. Nên thì mình sẽ căn cứ vào kiểu não mình sẽ tính ngược lại ở tuổi thai. Nhưng nó chỉ có giá trị đến đấy thôi nhé. Sau đó thì nó sẽ phát triển rất nhanh. Hay sau 28 tuần phát triển nhanh lắm. Nó phát triển đồng hành với tuổi thai như là quý 2 nhé. Được chẩn đoán quý 2 này, nang ở sau ra đây sau là thường rất lớn, nang rất lớn luôn. Bất sản và tiểu sản thì nhập hai ván cầu tiểu não bị đẩy ngang sang hai bên, có thể bị đẩy nhé, đẩy ra hai bên. Não ung thủy chiếm tới 8%, bất sản và tiểu sản thì xa. Được. Lỗ khóa, cái lỗ khóa này nó khác với cái lỗ khóa bây giờ nhé. Cái lỗ khóa bây giờ thực hiện này, qua biết cái lỗ khóa người ta mô tả lỗ khóa là lỗ khóa gì rồi? Trước này thì có địa chủ phương ông thôi, như là các cái vợ của cái ông mới có cái kiểu khóa này thôi. Còn người hầu chả được khóa tất cả. Cái chìa khóa nó bằng đồng đó, nó to, xong người ta xuyên nó vào, nó buộc cái giải rút như này, giải cái mà cái vật tượng đấy, người ta buộc vào đấy, người ta mới mở được cái khóa này. Khóa là bằng đồng, thỉnh thoảng ở những cái nhà cổ bây giờ vẫn còn ấy. Cái lỗ qua cái khóa to này, cái chìa khóa như thế này, cho nó có mỗi cái ngành tê ra thôi, nó luôn nó ngoáy thắt nó ra được, nó trượt con cá thì nó mở đi cửa cái chìa này, giờ mà lại cái chìa này, chơi là nó bị lỗ khóa, cái lỗ khóa là cái lỗ khóa mà đen đen bây giờ nó không phải, vì chung là đấy cái khóa mà trước này thì vợ để chủ không có được cái chìa khóa thôi. Nên bạn hướng dẫn thì thấy đâu có cái điểm nào mà có buồn khóa cái này, những lời dấu hiệu lỗ khóa. Mà có cái này thì nó chẩn đoán là đây là nguy cơ do bất sản thủy nhập, nó không thủy nhập nên nó tạo ra cái này. Còn cái kích thước thủy nhập bao nhiêu thì về tra trên mạng nó sẽ có cái bài để phải theo tuổi thai, tuần thai bao nhiêu thì kích thước bao nhiêu, bé bao nhiêu thì phải thủy nhập này. Phần dần mà nói thì nó rất còn là khó không thể dùng được, nhưng mà nhìn cái thủy nhập là cái thủy run đấy, ở trong Việt Nam gọi là thủy run, mà nó tăng âm, nó đậm âm, nó nối giữa hai ván cầu đại não với nhau. Mình đo cái tiểu não mình đo từ bên trái này sang bên phải hoặc bên phải sang bên trái này, đo ngang này, mình đo ván cầu tiểu não nối với nhau bằng cái thủy nhập. Không có này thì cái não thận bên não thận bốn nó thông vào, nó với lại bể lớn nút sau này nó thành ra nó thông thương này. Người ta nhìn cái dấu hiệu này thì là dấu hiệu của cái ổ khóa, là người ta nghĩ đến gì dạng là vô cơ. Như tổn thương này cũng bỏ rồi. Để không thấy họ bất sản định nhận, một cái tạo năng rất là lớn nha. Và sau hai bên cầu thận não bị đẩy dẹt hai bên, nên nó đẩy sát ngoài, không còn lượng dịch có ra nhiều quá, nó gây tiểu sản. Đây là còn một chút này, thì giống như nó vẫn còn như là một ít thôi. Trong này là có một cái mà không biết trong này có không, nói luôn chị Quyên, là ta gọi là bảo chứng của Gruber, là trên chủ động từ nó là một cái điển hình của một cái răng hàm gọi là răng cốn. Nhìn cái đấy người ta biết ngay chứ, của tôi thì nó đi kèm rất nhiều cái nữa, thì cái dấu hiệu nếu mà nhìn cái chủ động từ nhìn cái dấu hiệu của trên T2 nó mới có đấy, thì mình có mình cho chỉ định có thai được ngay chứ không cần biết làm gì. Mà nó rất là nhiều dị tật chẳng hạn, là bảo chứng của tôi
chứ không dùng từ là không có hội chứng hay là đầu viêm đầu vương thì là nam bằng nhẹ, nam hình thành trong các nước của bằng nhẹ, thường thấy ở đường đường giữa, nhưng có thể thấy ở bất kỳ ở nơi nào trong vòng sọ, nam ở thái dương bán cầu đại não có thể kết hợp bất sản thể xa, nam ở nếu nam ở ở hố sau có thể chèn nhép cũng xin huyết kê đến ông thủy về nam bằng nhẹ ở thái dương bán cầu này thì thế rồi đúng không? Đây, cái nang này nằm ở sau ở đây nó thất bên này, nằm ở đây nó thất bên này, ở phía sau cắt úp xuống, là sừng chậm và nằm ở nhẹ là thấy nhìn bắt đầu, sừng chậm nó thất bên này, là cái nang nằm ở nhẹ rất là lớn, nó trẻ nhát với kiểu sản của chất sáng chất trắng trên cổng từ trước kia rất là khó tìm những nang như này, cái nang này nằm ở tủy sống. Nên là đánh vế thần kinh nhát hai ngang bên trái đây, đây cũng là nam bằng nhẹ chứ không phải cửa trên đầu mới là nam bằng nhẹ nhiều, đây cũng là nam, đây là trục cộng từ thể ở cái tỷ thứ hai sau nữa, dịch là màu trắng ngang nam bằng nhẹ cứ ở đâu cũng bằng nhẹ để nó ở đây con nam, thế là nó kẹt ở những cái hố như là ở hố của dây chỉ thần kinh hố yên cũng tương tự người ta gọi là nam nam gì hai đặc biệt tài liệu người ta gọi là nam ở những cái đấy nó là tiền riêng vùng rác là ATH vùng rác là do cái vùng rác nó tìm ra người ta gọi là rác. Những nam ở đấy thì phải theo dõi nó to lên trẻ nhất, ví dụ nó nằm ở hố yên chẳng hạn, và nên nam nó to lên thì nó là kiểu sản tuy nhiên thì hơi bị nguy hiểm đúng không, nên là người ta phải theo dõi những nam đấy, và những nam ở khu vực này nó quá to nó trẻ nhất đấy, còn nó bé thì người ta không ngại lắm, nhưng có những nam này thì bắt buộc phải xét nghiệm. Bây giờ ở đây là nằm xét nghiệm 38 bệnh, trong đó có bệnh về sơ nam, bệnh sơ nam thì cái đứa trẻ nó sinh ra nó bị rối loạn tiếng một tiếng nội tiết là tiếng bài tiết, tiếng bài tiết nó tiếng bài tiết tiết ở phổi thì nó tiết ra suốt ngày, nó gây viêm tim của truyền viêm nên đứa trẻ những đứa trẻ đấy thường thì sống đến tối đa 40 tuổi rồi, còn thường chết 30 tuổi mà chết đấy. Nên là cái năng khác bây giờ trước kia thì hầu như là bó tay, như bây giờ mổ đơn giản lắm, mổ laser computer trước kia ở Huế có, bây giờ nhiều bệnh viện có ta chụp sọ não lên, chụp CT sọ não lên nó định cái nang lại tốc độ là độ sâu bao nhiêu, to bao nhiêu, cho đến máy tính là nó úp chui đầu vào trong cái máy, người ta chỉ làm một phút xong luôn, một phút là mổ được luôn, mổ là da không có đơn rất đơn giản đó. Thoát thì não chiếm 5% thì trạng thần kinh, bệnh cũng có thể gây hội chứng, bệnh cũng có thể thấy trong hội chứng dài sợi ối, hội chứng mắc kem đường vơ, vòm sọ bị khiếm khuyết để hình thành nên một túi thoát vị, trong túi thoát vị thì có chứa mô não loạn sản hoặc chỉ có màng não, nếu mà có chứa tổ chức não là tôi gọi là thoát vị não màng não, còn nếu mà chỉ có dịch não tủy người ta gọi là thoát vị não tủy màng não hoặc là màng tủy. Thường thường là nó thoát vị ở đường giữa hoặc phần lớn là vùng chậm, ít khi thì là vùng trán và vùng đỉnh, nên là thường thường thôi nhé. Nếu mà vùng trán có thể kèm theo những tờ thao mắt cách xa nhau, như ở mã ung thủy thường kết hợp để thoát vị vùng chậm này, khô thoát vị này, để thoát vị não màng não, nhưng mà này nó cũng rồi có gì những não là mờ này, quay nhìn cái thoát vị nào đâu đây. Có điều cũng sáng một tí này, chui là cũng có cái khe nào mà chui ra là gọi là chui một tí này. Đấy cũng là thoát vị, những ngày phải tìm sao được đúng không, chỉ có những ông nào chuyên về thần xương thì mới còn đây thoát vị đấy, đây là cắt ngang đây cắt dọc cũng sáng này tí này thì cái này nổi tiếng luôn đấy, cái thoát vị cũng sợ. Đây là
đây sau là tiểu não đây, cái này thường đều thoát vị. Đây hội chứng mít canh là rover, hội chứng di chuyển do dân nặng gồm tam chứng là bệnh thận đa năng di chuyển do dân nặng thoát vị, não phù trở, tật xương ngón tay, nó 6 ngón. Đây hội chứng mít canh là rover nhé, còn hội chứng bích thì cũng là 6 ngón nhưng mà nó toàn mọc ở cái gì ngón thứ năm ra, chứ nó không mọc ở cái ngón này ra. Nếu mà ngón này ra thì nó không phải, chứ nó mọc đây, nó chỉ nối quy cửa ngón thứ năm chỉ là đấy. Đây là thoát vị não vùng trởm này, cả khối thoát vị to, thận đa năng hai bên thoát to đa năng. Việt Nam một ngón này 2 3 4 5 6 7 này là 1 2 3 4 5 6 7 7 ngón, ba ngón bàn chân. Cái máy này biết máy ở đâu? Mới đầu tiên là nó cái máy này là máy mà của tổ chức phi chính phủ Nhật, người ta tài trợ cho sản C cái Aloca 4000, đây là gọi là máy xương 4 chiều, nhưng mà tốc độ của nó chỉ có ai mà làm tốt thu nhập tốt nhất thì được 7000 giây, còn không thì chạy được 3000-4000 giây thôi. Thế nhưng mà giáo sư Cường lên được không nên ở cái máy này, sau là cứ gạo ông bán cho anh mang về, anh định làm cũng làm được. Làm được đúng 1 tháng hay 2 tháng hay tháng 2 ngày bán thì bán định lãi được 2 triệu cũng được to lắm. Chứ máy này là máy của ông Trần Đình Cường. Cũng bây giờ nó cái máy này tổ chức Nhật nó cho nhé, nó cho mà không biết làm đâu. Bây giờ phải hàng tốt nguyên chị Anh Thơ trong trường dũng chị ra chỉ dạy cho tháng ăn làm rồi nhận 1 tháng để mới làm được. Bây giờ cơm cắt 4 triệu làm cái nháy máy trước kia đánh vật với nó luôn, tốc độ nó chạy có 3-4 hình/giây mà chậm kinh được xem nó nhẹ nhẹ này, thế mà chuẩn đoán bao nhiêu cường cái san sách ở ngoài ở cái máy này nhẹ nhàng thoát vị não này, thận đa năng thận đa ngón này, hình 3D nó ra ngoài này, mổ ra này, móc vào cho chúng ta sợ ích thì sự vỡ cái bệnh học của nó là sự vỡ màng ối là giai đoạn sớm của thai kỳ dẫn đến việc đánh bẫy các cấu trúc của thai nhi bằng cách dán vào giải sợi trung bình bắt nguồn từ màng đệm của màng ối, các chi mắc bẫy này mắc chi nó quấn vào bị siết chặt lại gây nên cục chi nuốt phải giải sợi ối gây ra sức mô ở mạch không đối xứng, sự mài mòn vùng da tiếp xúc sẽ gây nên lỗ khuyết như thoát vị não, tật nứt thành bụng, tim ngoài lồng ngực. Cho nên hội chứng này sợ rồi. Chẩn đoán hội chứng này thì cần phải nghĩ tới khi thấy thai như bị cụt chi hoặc thấy có chỗ huyết không điển hình ở vùng bụng, ngực hay vùng sọ, thoát vị não không nằm trên đường giữa. Đôi khi ta thấy đường giải sợ rồi băng ngang qua khoang ối bám vào thai nhi. Đây giải sợ rồi. Rất nhiều luôn, dây đốn thân thể não cũng sợ, bàn tay bị cắt cụt. Cái này mới, cái này hình ảnh này mới của khoa nọ đấy là mình cắt cụt tay này, đến đây là cắt đây này, bàn tay này không còn nữa. Đây bàn tay nhìn thấy không, thêm hình ảnh 3D ở chứng dây chằng của mối nó rách nét này, mồm nó rộng lên đây đấy, nuốt vào là cái mà bệnh sinh của nó là nó do chảy, nó do xuất huyết này, xong là sự giãn hoa miệng của nó tạo nên cái giải sợi, giải sơ nó mỏng nhỏ, hoặc là nó do những cái khiếm khuyết của cái màng ối nó phát triển nhiều quá nó cung ra ngoài, nó trở thành đường lơ vào tay chân, nó mắc bệnh quấn vào đấy còn nuốt phải nó
nút ở đó là không xuôi rồi đúng không? Đương nhiên là không xuôi rồi. Vậy mà đầu nó cắm vào ngoài, đầu tiên là lưỡng lơ, nó nút nó dày nó chảo, nút ở cái kia nó răng nó có một cắn, là đương nhiên là sẽ bị đau. Cho nên là ông này là nút vào này, ông này là chắc nút vào nó không xuôi được, nó mới dính vào đây, nó đây đây nó rách đập này, tự nhiên là chết. Tự nhiên này không nút vào trong, nó gây nên xoắn dạ dày những thứ, ông ruột là đẻ là chết luôn. Mới cái đẻ cách đây mấy tháng, trong tài liệu chưa có cái này, cái này mới. Trong y thì chắc thì có là cái này mới, bởi vì nặng lắm, sau nặng, cổ tay này, rách mép này, xoắn dạ dày là cái gì đẻ là chết ngay. Nhân này cũng ở trên núi này chứ không để ở đây. Ở đây chắc là các bạn sẽ không phải để như thế này đâu, để 21-22 tuần các bạn kêu đi tìm được cái cắt cụt này cái thứ này. Bởi vì cái này nó xuất huyết cái thứ thì nó rất sớm, thì nó rất là sớm chứ nó không phải là muộn. Ít khi nó xuất huyết này, nó xuất huyết này muộn không giữ được thai đâu, chủ yếu là sớm thôi. Tận nào trước đều thua đại học này. Đầu tiên là cái trung bình trước mà nguyên sớm, mà trung bình trước thì nó tạo nên não trước, bộ này não hệ thống não thấp này, đồi thị vùng dưới đồi. Và nguyên sớm thì nó tạo nên vùng mỏm vùng trán, thì nó sẽ phân ra là xương sàn, xương mũi, xương những xương trước hàm, xương nam yếm, vách ngang mũi. Nếu nó không phát triển, đây là sự phát triển bình thường. Còn nếu nó không phát triển thì nó sẽ trở thành này. Chứng một chứng não thất duy nhất, thể ALOVA là thể hoàn toàn, thể SEMILOVA là thể bán thủy và thể LOVA là thể quá thủy. Và nó nếu mà ở cái vùng nguyên sống này nó phân chia bình thường thì không sao, nhưng không bình thường nó được tạo nên một mắt này, hai mắt gần nhau, tận đầu khỉ chẻ giữa với hai mắt gần nhau. Đấy là phôi đại học của nó nhé. Cái này là anh chỉ làm đẹp lại thôi, còn nguyên cái bài này là cách đây hơn chục năm là báo cáo cái bài này, nó liên quan đến cái y kỹ học của người Mỹ báo cáo bệnh viện Từ Dũng cái hơn chục năm rồi. Cái này để làm đẹp lại, tôi dịch cho bạn làm đẹp lại thôi chứ không có một tí nào thay đổi được cái nội dung này đấy. Chẩn đoán trước bất thường trong quá trình phát triển của não, mà não trước thất bại trong sự chia tách thành hai ban cầu bề não, dị tật này có thể hoàn toàn hoặc hoàn phần bất thường, thường thấy ở thai nhi tới suy 13 nhé, 18 là thì tim và chi, và 14 là 18 là 21 là đau. Đây cái này là chuyện chưa bình thường đúng không, hai cái não thất đây, não thất bên hai bên nó như này, nó như thế này và nó không phân chia bình thường, nó tạo nên một não, để tạo một não rất là hoàn toàn không có liền não, hoàn toàn không có liền não, nó sẽ khác với bệnh khác. Một não thất trung tâm rất lớn, đồi thị hợp nhất, không đồi thị hợp nhất để không tách ra làm hai nữa, không có đường giữa. Đây một não và nó rất lớn này. Cái này điển hình rồi, ai nhìn được đúng không? Cái này phát hiện muộn nhất mà mình phát hiện được cũng là 12-13 tuần mình phát hiện được rồi. Nhưng một cái thì còn rất là khó, nếu mà nó là kẻ có thủy. Đây nếu một não thì rất là dễ đúng không? Một não thì rất là dễ luôn, thông thường luôn này, và qua đường giữa đây là bình thường, là không thông. Đây vách hướng suốt, đây là kẻ bán thủy, đã bắt đầu hơi khó bởi nó vẫn còn cái thủy ấy, thủy thái dương thủy chấm đúng rồi, thì chán nó nối với nhau, còn thì cái dương thì vẫn còn này, thì chẳng vẫn bình thường, đấy nó đã bắt đầu hơi khó rồi, làm mà không để ý là bị sót ngay. Nhưng thể khó thủy này là thể khó nhất, nó chỉ thông một tí này thôi, hai cái này nó để gần nhau, hai cái sừng chán thì gần nhau thôi, sừng thái dương và sừng chẳng vẫn bình thường, đấy, cái khó không? Mình nhìn tinh cái sự thông thương này, thông 2-3 mét thì nhìn thấy, nhưng thông 1-2 mét là khó nhìn cực luôn đấy, mà không có bỏ qua. Cái này bỏ qua thì không sao lắm, nó chỉ khiếm khuyết ít về thần kinh thôi chứ không nặng nề lắm đâu, như hai cái này rất nặng nề. Đây là thể SEMILOVA, hai mắt gần nhau, môi này xuất, có thể là không có mũi mà
cái mũi này nó mã trên này, một mắt này, mắt nó giữa này, mũi nó đẩy lên trên này, nó thành mũi vòi voi. Khi mà mình chẩn đoán là mũi vòi voi là người ta nghĩ ngay đến là khung trên đó trước kẻ không thủy. Cách đây 4 năm trong cái bài Tây Nguyên ấy, nói là một đứa trẻ sinh ra bất thường, mình chẩn lối đi đến đây. Thừa trên trán, mình chụp ảnh lên thì đúng là một mắt, mũi không kéo lên sấp môi hở mấy cộng mắt nha. Các bạn viết các bạn. Hoa, lên cái bạn cái mang kem nước lên rồi em mới lên. Cái bạn cái mang kem nước lên nhé. Em mở cửa cho em bạn lắp. Cái này thì đã dễ rồi. Yeah. Các bạn có thấy mà đo cái khoảng cách mắt ấy. Đo được rất nhiều ít đo, nhưng mà đo kinh điển thì ta vẫn đo là trung tâm hai con mắt. Trung tâm hai mắt lớn và tương đương với lại thì đi thể hai bên. Với lại đo khoảng cách giữa hai mắt hoặc là đo đường kính một mắt. Lấy đường kính một mắt hoặc khoảng cách trong của hai con mắt. Chia cho đường kính liên hô mắt là bằng 1/2. Mà thường thường mà người ta tính là 0.54 cộng trừ 0.5, 0.05. Thế nên mà nó mà lớn hơn là hai mắt gần nhau, còn nếu mà nhỏ hơn hai mắt xa nhau, đúng không? Thế nó dễ chia. Chứ do ngoài như Hồng Trương đó là phải tính 1/3 ấy. Còn 3 thì cũng tài chất là điểm mới hơn thì cũng là thôi, không có nói biết thế cả. Nhưng đấy cũng là cái mới, cũng là cái hàng. Yeah. Tật nứt não. Nếu mà là đi sơm thai mà nhìn cái một lần chắc không thể quên được cả. Bệnh sinh nó là bất thường trong quá trình phát triển của não, hình thành nên khe nứt ở bán cầu đại não. Khe này thông thường với não thất và trước đây thì nó bị hiện tượng này thường kết hợp với tận đầu nhỏ. Trẻ sinh ra thường có khiếm khuyết về tâm thần kinh hoặc là liệt vận động và nó tổn thương chất xám rất là nhiều. Đây thì cái giả thuyết là cho về sự hình thành của tận đầu nhỏ, nhồi máu thuộc vùng chi phối của động mạch não giữa các mạch máu đen đây đưa đến huyết não làm cho não thất bên thông thương trực tiếp ra ngoài, rồi máu có thể do ác thắng qua như là bệnh là cái bệnh nhân mẹ là ăn uống không may bị tụt huyết áp thì là bệnh thiếu máu thì được não dưỡng là cái chỗ mà nó được cung cấp máu nhiều nhất, não là nhiều nhất để tụt xuống mà nó gây nên cái nhồi máu rồi nuôi phải phế hoại tổ chức não thôi. Sau này mình vài trường lúc lơ học viên mình hay bắt động mạch não ở động mạch não là ở giữa, đúng rồi, nó to cẳng cái mắt đó. Cái đa giác vi lít là mọi người biết rồi, gì nó nằm ở đâu? Đa giác vi lít nó nằm ở nền sọ, đúng không? Cho nên mới bắt kịp mà có lên bắt cái đấy thì mình phải bắt đèn sọ nhá, chứ nhìn có những bác sĩ làm mà biết chục năm mà vẫn bắt lên đỉnh đầu thì không thể thấy được đặt ra cái đâu nhá. Trong cái chỗ đấy thì cái cứ cái nào mà to mà tư thế không thuận lợi bắt được động mạch não, trong cái đa giác vi lít là động mạch não nào được đều chỉ số trở kháng và chỉ số độc như nhau hết, trong não là nó không có sự phân biệt, nhưng mà vì cái động mạch não giữa nó to nó thẳng dễ bắt thôi, người ta hay bắt ở đấy. Còn bắt vào não sau rồi nó chút nó không thông trước thông sau đều được hết, không có sao nữa. Nhảy nứt não một bên
vì cái động mạch não giữa bị đề ra nên là nó bị nhồi máu ở đây, nó không nuôi được nữa thì bắt đầu tổ chức nó hình hoại, nó hình hoại nó thông với lại não thất bên. Khi mà mình làm như này cái thủy chán đây nó vẫn bình thường này, và thì chấm như bên đây thì chấm đây này, nhưng mà đây nó vẫn còn nó sắc nét như thế này thì mình phải nghĩ ngay đến là đứt não, mình tìm cái mặt cách nào để thấy được là cái não thất bên này nó thông với lại phần dưới nhạy nhé, thì mới trở nó là đứt não được. Và để cái động mạch não giữa nó nuôi từ trong ra ngoài, khi mà nó đã bị hỏng một nhánh thì nó sẽ hỏng từ trong ra ngoài, nó không hỏng được, không hỏng bên trong mà sẽ thông ra ngoài. Một khi mình thấy nó thông thương giữa nó thật bền với lại qua mỏng nhẹ ở đây thì mình chẩn đoán là đứt não, và nó sắc nét này, nhìn nó một lần không hề quên lần hai, không hề mất lần hai, đấy nó sắc như này, rất là sắc nét. Cái này đấy thì khi mà mình chẩn đoán được nó thì hầu như là các tác giả đều khuyên là bỏ thai, bởi vì cái não giữa nó nuôi gần như là hết các cái chất xám và vận động của chất trắng. Khi mà có thương như này thì hầu như là đứa trẻ một là cơ thần kinh rất nặng nề, hai là điện hoàn toàn vận động luôn, không còn đấy, bởi vì cái chất trắng ấy là nó nối giữa tủy sống với lại vỏ não, mà nó là như một cái ngã ba ngã tư mà mất cái vết rồi thì cắt lớn hết, nên là vỏ não và tủy sống hầu như không hoạt động được, cho nên đứa trẻ bệnh liệt thì làm cười thôi, cứ cùng bệnh mấy đến thế này. Hai là tổn thương ra bên ngoài bộ não thì nó sẽ, nếu mà vào vòng vùng hô hấp hoặc vùng động mạch là chết ngay thì là chết ngay. Nếu mà vào vùng khác thì tiếng nói là gì đó thì nó sẽ tổn thương. Nghiêm cánh tay trong cánh tay ngoài và gối trong gối ngoài thì hết. Bất chẳng thành sai. Trai là trai này nhé. Trai sẽ hát chứ không phải trai ấy. Trai lọ chứ không phải là trai con. Thực ra là mình giảm vô thần kinh, giúp liên kết hai bán cầu đại não, bất sản có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn do phần trước của thể xa hình thành trước, cho nên khi bất sản không hoàn toàn ta sẽ thấy phần sau của thể xa, không thấy phần sau thể xa. Chỉ thật là hay kết hợp với những bất thường trong và ngoài não. Nhưng mà thể xa thì người ta mô tả là có 4 phần. Một là mỏ này, một là mỏ nhé, hai là gối, ba là thân, bốn là lồn. Thì nó phát triển từ mỏ đến thân, đến gối, đến thân, đến lồn. Nó trên sơ mình có giảm âm như thế này, nó nhận rõ giảm âm mỏ, gối, thân, lồn này. Đấy, nó giảm âm này. Đây là cắt ngang, cái nối sang này, cái dây sợi dây kinh nó nối, sợi sơ luôn. Bất chẳng thể xa. Một, dấu hiệu nhất, dấu hiệu gián tiếp, đó là gì? Não thất bên chạy thông song, nghĩa là sườn chắn thất bên chạy thông song. Khi cắt coronan là dấu hiệu sườn bỏ thoát. Sườn chắn rất hẹp, sườn chấm rất rộng, gắn nó thất tương đối này, sườn chấm nó gắn. Dấu hiệu tiền năng mặt trời. Cũng một chỗ thì sách thì đẹp và dấu hiệu đan hoa. Đây là thể bình thường. Trên trên cộng từ ấy, khi mà chùa thì thế hạ thì nó thể xa nó nhỏ này. Đây là não thất. Cái thông suốt. Đây là não thất bên, đúng không? Đây thì chẩn nó bên, nó đây bên thì chạy song song, hai bên nó song song, bên này sống mà vào đấy là quên cái này thì chẩn thì đang rộng.
nó giãn thì nó không phải nắm thủy nhé, chỉ giãn nó thôi. Mình thấy cái hình giọt nước ấy, nó thấy bên hình giọt nước thì phải nghĩ đến là phải đi tìm cái sai. Bây giờ cái động mạch chảy sai. Giờ các tỉnh lẻ ấy, các tỉnh là người ta cũng bắt đầu đi vào cạnh tranh nhau bằng trang thiết bị, đã mua máy rất là xịn. Cái máy này là E10 mới làm được cái này, mới lên cái động mạch chảy xa này. Chứ không về mà nó không được thế này là không có động mạch chảy xa là dở hay bắt cực khó luôn ấy. Nó bắt cái nó hít còn có tí là bắt cực khó luôn. Chứ máy này là đời máy này là máy E10 ấy, nó bắt nó mét như này lên động mạch chảy xa này. Mét này nha, chỗ này có cái video sao đang chạy từ đây cái màu xanh không nó chạy ở đây cả. Rất thường đến danh được có quá 3/4 cũng chưa, nhưng 3/4 thì đã lao tí. Tương đối đừng có cái gì là chứ nhiều cái mình chuẩn đoán như đinh đóng cột nên là mình không có đường lùi đâu, mình chỉ nói là hình ảnh xương nghĩ đến thôi. Trong cái trả lời của mình cứ có phần phần lời như là phần trước đấy, phần hình ảnh hai dưới mười hai tuần 10 tuần thì mình cứ in cho người ta một cái tim ra, cái real time đấy hay là cái mốt mờ đấy, motion mode đấy, mình in cái ra là nó đập trực tiếp này, in cho nhân. Thế mình đừng chụp những cái mình thấy tim hai tuần chỉ cho nhân đấy là đập, nhưng mai kia nó lại về nó chết mới tuổi thai mà dưới 12 tuần ấy thì nó người ta tính là nếu mà 100 cái thai thì sẽ có 25 cái bị hỏng đến lúc 12 tuần, 25%. Thế nên thì lại nó rất là lớn, và sau đó thì nó mới phát triển ổn định được. 25% có thể nó chỉ chậm tinh 4-5 ngày là nó đã hỏng rồi, nó không có thai đấy. Nó ra kinh thì người ta cứ tưởng là chậm kinh thôi, nhưng không phải là có thai 7-8 ngày thế. Thế nên mình phải cố mình in làm cái chứng minh đó là mình tim thai để sau này mới tuần sau nên người ta đi chỗ khác thai nó chết rồi, nó là bảo cái ông bác sĩ trước người ta bác sĩ trước là làm bước vẩn thai chết rồi không biết mình in như thế này. Chứ đừng mình đừng bao giờ mình không in như thế này, mình khó nói trừ khi mà uy tín mình quá lớn rồi, không một ai dám nói ngược lại nữa thì nó lại khác. Còn mình rong rong nha, mình cứ đi như thế này, đừng có tiếp là mình tiếp một cái phim thì cả một cuộc như thế hơn 100,000 được 180 bệnh nhân đúng không? Bình quân anh cứ chia bình quân là 500 một tờ, 500 đồng quan một tờ, in thoải mái, nhà anh thích thì in luôn, in chục ngàn bệnh nhân cầm về sướng thôi, không để ý. Vì thu mấy 100,000 bỏ ra mấy nghìn để ý gì? Thế nên mình cứ in nó ra.
cho bệnh nhân. Và cũng lưu ý là đừng, khi mà mình làm thai dưới 10 tuần mình đừng làm đơn sung, mình in đơn sung nó trông phản cảm. Ông này chắc là bà này gặp chuyên sản gặp siêu sản hai cái ảnh siêu cấp lơ nó 7-8 tuần như thế, nó mơ sung như thế. Mà cười cái công cái hội đồng phận Mỹ người ta cười nên là mai năm định cư ở Mỹ là về Việt Nam sơm mang sang đấy ở Việt Nam làm vô lắm ăn thua đâu nên là mình phải in cái riêng tham là thời gian thực ấy, là cái motion mode mình in bằng cái mờ đấy bằng mốt mờ đấy cứ gọi là mốt mờ nó dễ. Cái mờ trên cùng này nó có mấy cái đốp lơ, một là đốp lơ xung, đốp lơ liên tục, đốp liên tục thì ít cái máy xả nó lắp lắm, mà chủ yếu là máy ấy thôi, máy nó lắp vào xương tim thôi, đốp liên tục với cả xương tim, trong xương tim người ta tính thời gian bắn cả lắp. Rồi thì xả được là đốp lơ xung, đốp liên tục, và đốp lơ màu, đốp lơ tăng cường năng lượng, đốp lơ mấy lại mua sản mốt phải làm thực hiện liên thang thế thôi, chứ không phải người ta không lắp đốp lơ xung một cái mốt đốp lơ xung lên, nếu một cái máy ví dụ nó 1 tỷ thì cái phần mà lắp cái đốp lơ xung mà nó còn liên quan EC là điện tim nó là hết 100 triệu đấy, trên các hãng đốp lơ thì là như vậy. Đốp lơ đi là nó lắp cho mình là gọi là mua tài sản là nó lờ cái luôn cái phần mềm nó đi luôn. Mà để chống luôn, nên bắt đến đen xì cái CV lúc này là nó đưa liên tục, nó đen xì tạo nó lên để nó cắt đi thì để nó bớt tiền đi cạnh tranh nhau. Thì mình đi tiếp là cái tràn dịch toàn não. Tràn dịch toàn não nó khác với não toàn thể. Dị tật này là do cái tắc nghẽn động mạch cảnh gây nhồi máu cả hai bên mãn cầu đại não, bất thường xảy ra khi não đã phát triển từ cuối kinh một trở đi, mô não hoại tử được hấp thu thay thế bằng dịch lấp đầy đầu thai nhi, liềm não còn hiện diện. Quan trọng nhất là cái liềm não nó còn thì mới chuẩn đoán được tràn dịch toàn não. Đôi khi dịch này phát triển nhanh gây nên đầu to vì vùng não giữa không bị tổn thương cho nên thai nhi vẫn còn bảo tồn được nhiều chức năng như bú nuốt và sạch, nó vẫn còn nuốt uống nước mẹ nuốt uống bình thường được, các phản xạ trên nó vẫn bình thường. Thì các cấu trúc não giữa và các thiết bên thì đã lớn dịch với dịch có hồi âm mũi tên chỉ vùng não giữa vùng vỏ của não còn lại rất mỏng giữa cái đầu mũi tên rất là mỏng, đây là não thất bên nữa. Cái mà phân biệt với lại cái não ung thủy là cái liềm não này nó vẫn còn này, nó vẫn còn tồn tại, cái não giữa đồ thị vẫn còn này, cái liềm não nó vẫn còn này. Cái này các bạn biết là cái gì không? Cái cạnh này là cái gì? Cạnh này là do cái tổ chức não nó bị hoại tử đúng không? Mà là cái kim loại nặng nó nằm cái sắt canxi nó không thằng nào khỏe thì nó chui vào đấy, mình mới tắt cái động mạch của nó, tắt hoại tử mất cả động mạch tĩnh mạch, nó không giao lưu nó thì nó buộc nó phải nằm lại đó. Nó cạnh này. Đấy cái liềm não này còn này, liềm não vẫn còn, không có cái đấy để là bệnh khác. Cái này thì nó ít gặp, nó gặp thì nên bỏ thai, thì nhìn thấy có mỗi liềm não không chả thấy cái gì thì bỏ cho thằng dân não toàn nước giải quyết cái phình tĩnh mạch gan liên. Tĩnh mạch gan liên thì là vấn đề giảm mạch máu não dẫn đến tăng dòng chảy của tĩnh mạch gan liên, thì dạng điển hình cũng được cung cấp bằng nhiều động mạch do thông nối động tĩnh mạch, lưu lượng máu về nhiều khiến tĩnh mạch gan liên bị giãn ra, sự tăng quá mức lưu lượng ở tĩnh mạch gan liên có thể gây những suy tim và cục thai. Đây câu chuyện là giải phẫu của nó này, tĩnh mạch gan liên này là tĩnh mạch gan liên nó phình ra và nó thông nối giữa động tĩnh mạch ở khu vực này vào tĩnh mạch gan liên này, nó gây giãn ra. Nó trẻ ngáp bình nữa là đương nhiên rồi, trong cái đốc lơ của nó đấy, đặt cái đốc lơ cửa sổ đốc lơ mà để cho thấy cái dòng cuộn xoáy
có thể thấy mạch máu đến và đi ra khỏi túi phình. Suy tim có thể phải nó giãn nhiều quá thì nó thiếu máu, suy tim nó phụ thai cũng có thể. Đây tinh mạch gan liền này, nó phình ra này, có đốt lơ màu lên thì nó dòng chảy nó cuộn nối trong này, cả xanh lẫn đỏ lẫn vàng, nên nó chẳng có ra chỗ nào ra, nó cuộn cuộn trong này thôi. Nhưng vì sao này giãn là nếu trên 2D này, trước khi không có đốt lơ màu thì nó rất là khó, nhưng bây giờ có đốt lơ màu thì 2D nó thế này. Đấy. Phổ mạch của nó thế này, nó cái dòng cuộn xoáy ở trong này, nếu mà này đốt lơ sung lên thì nó cứ lòng vòng nó chẳng ra chẳng vào, chẳng lên chẳng xuống gì, cuộn xoáy này. Cũng nằm trong tứ phỉnh, xanh của có cả vàng có cả, nghĩa là nó xoáy cuộn trong này, nhìn thấy nó mới sinh động mạch, tinh mạch nó ra vào, tinh mạch ra này, động mạch ra, nó thông cả động tinh mạch với nhau. Vì sao phải đưa cái này vào? Các bạn về làm sản ấy mà xương mà thấy tự nhiên cái đường giữa nó có dịch thổ lên mà nó lằng ngoằng thế này thì mình phải giải thích cho sản phụ là cái này nghĩ nhiều thì mình phình tinh mạch gan liền cho thông nối động tinh mạch. Những trường như thế này đẻ ra lúc đầu khóc như gì luôn, áp nghe 8, 9, 10 luôn, nhưng thì sau một 2 tiếng là cái giảm dần đi 2, 3 thì còn 2, 3 xuống không luôn thì nó nghèo luôn. Bởi vì sao? Bình thường trong nó trong thai nó không áp lực không tăng, nhưng mà khi ra ngoài rồi áp lực rất là tăng, sọ não tăng nó vỡ luôn, nó vỡ cái là nó tràn máu đầy một sọ luôn, thai nhi lúc đó chết. Không giải thích được bệnh nhân, bố mẹ cứ bảo cháu nó bình thường như thế mà đẻ ra lúc sau nó chết, chắc lại ngạt hay làm sao cháu nó chết, không giải thích được. Nhưng mình cảnh báo mẹ là có thể chết do cái phình này, gánh nặng mình cứu được bao nhiêu sản phụ và bao nhiêu bác sĩ sản đấy, trải qua bao nhiêu nhiều ca là về đến đây từ cái nơi chuyển về đây vào cấp cứu không kịp sơ đẻ luôn, đẻ ra cái là chết, sau chẳng biết giải thích làm sao, giải thích là vỡ chuyển hóa, giả sử may được làm xét nghiệm cho là vỡ là chuyển hóa gì, không có một cái sơ nào đấy được để định, nhưng mà cái này thì ở đây mà đã vào sơ rồi, bác sĩ ở đây là bao giờ cũng đặt vào các bác cũng tìm được cái này, không bao giờ bỏ sót này đâu. Nhiều trường hợp đẻ ra thì 1-2 tiếng sau khóc em bé nằm cắt rốn xong chết luôn, chết nhẹ vỡ mà. Nó như kiểu xuất huyết não, thì đang trong nội khoa được gọi là xuất huyết não, thì nó còn nhồi máu não, nó còn như xuất huyết não vỡ mà chết luôn. Đưa thêm cái này vào thì trong sách cũng có kinh nhẫn não này. Và bây giờ nó cũng người ta gọi là não cá vàng ấy. Đây năng não thì sơ đồ phát triển của các vấn của não từ tuần thứ 18 đến 41, lần lượt là A là các sinh dưỡng này, trong thi là lý thuyết là có cái này để đánh giá tuổi thai ấy. Hình như là trong bài sẽ có 3 đến 4 câu gì đó. Mình còn đáng chứ biết nhìn cái đánh giá đầu tiên này, 20 tuần này nó chỉ khung khung này thôi, lờn tí thôi. 24 có đợt nó có cái móc này rồi. 24 này 6 là 2 móc rồi. 2 này là cao lên là lõm xuống, còn cái này là móc nhiều lên. 30-32 thì nó đã dày đến này rồi. Này là xong là thành một đường rồi, không còn cái đen nữa. Không còn tản cái đen nữa, thành ngoài cũng cái đen. A là B này, B là cánh đỉnh trầm, cánh đỉnh trầm cũng đầu một tí nữa thôi, xong nó dần dần sâu đến này. C là cánh cựa này, ở trên đấy. Trong cái đầu của cái đứt của mình ấy, là nó khoảng có tên ấy. Có tên là ban lãnh, các bạn biết không? Nhà thần kinh học trong phương từ cho nó 5 giây lạnh, có tên. Nhìn trong đầu như thế này mà tính đến 5 giây lạnh, mình chỉ cần nhớ được 3 cái lãnh là tốt lắm rồi. Một là cái lãnh chính này đánh giá tuổi thai thôi, ba là lãnh đỉnh trầm này để tí nữa biết rằng là cái não thất bên nó bình thường hay không, và lãnh cựa này để xem cái sự biệt hóa của não thế nào, thế là tốt lắm rồi. Đây lãnh xịn nước này, trên mặt cắt cái canova nó sẽ ra đây. Đây
trẻ tương đương 17-18 tuần rồi, nó chỉ khung khung tí nữa. Nhiều khi đến 20 tuần bắt đầu nó đang lòi đến này rồi, 26 tuần nó như cái đe rồi, 27 tuần nó sâu hơn tí, trên cụm từ. Cụm từ có 4 điều nhảy của đáng xương nước này đánh giá tuổi thai. Thì các bạn sẽ đánh giá theo đáng xương độ mà phát triển đáng xương nước trên cái đánh cửa này. Cái đánh mình làm được, nó nằm trước tiểu não để đánh cửa, để đánh này, đây là não thất này. Nhìn những cái đánh cửa nhé, cắt vào cái đánh cửa này phải đi thẳng xuống dưới, nhìn đau động mạch nó không bao giờ nó vượt quá cái đánh cửa này. Cái mũi tên thẳng xuống này, mình cắt cái này không phải là vượt, nếu vượt quá này thì mình phải nghĩ đến một là xuất huyết cái đau động mạch này, hai là u đau động mạch, ba là cái nguyên nhân gì nó nặng chứ có đẩy cái này xuống. Cái bệnh đau bệnh mạng gần bình thường nó không vượt quá cái cửa đâu. Đấy là một cái mà bây giờ là người ta tính những bệnh hiểm trước kia thì không ai lắm đâu, càng ngày nó cộng từ nó phát triển nên càng làm sâu hơn. Đây là anh bài anh này thì để phát triển đấy không, để cho xem có cái nó có sâu để phát triển thì nó nhăn não thôi. Nhìn anh tỉnh trầm này, nhìn cái gì cái anh này, cái nó đứt bên nhé, nó bên mặt nó bên không bao giờ vượt quá này. Nhìn đấy nhé, khi cắt vào chỗ này lên này nó không bao giờ nó vượt quá này, nó vượt quá đôi khi là nó u màu này u đã vỡ mặt rồi. Nhân não chỉ là 3 tiết mình biết thế thôi, đây là chẳng có gì cả. Chẳng có cách nào, 3-2 tuần là khoảng gì. Đứa trẻ này để ra thì chắc cô giáo phải biết đấy, làm lớp trưởng đến lúc nào không làm lớp trưởng thì không, chẳng bao giờ lên lớp 2 được. Thế nên thêm các đề nó trả lên cái vấn quần não là sức khả cũng phải khi nhiều đấy là nhân não nó cao vàng nhé, mà tìm mặt đấy đó là cao vàng chính là nó. Đây là không có gì, cái này đưa cho các bạn biết là cái cộng từ nó sẽ rất phát triển. Khi mình làm nhân não thì mình sẽ chụp cộng từ để phát hiện nhân não. Đây là các bạn có biết là cái cộng từ là cái gì không? Đây là kiểu sản thân não. Bình thường thân não nó ra mình cái gì thẳng là như cái xương đùi vậy, thẳng như này. Nhưng mà khi nó hình chữ Z này thì người ta nghĩ đến là kiểu sản thân não. Cũng là một tổn thương thần kinh khác này. Nhãn não thì là tổn thương hiếm gặp, cần gia đình có khen quần não luôn luôn tìm kiếm hình ảnh cười một khen xin rút sau 2-3 tuần bệnh nhân não phát triển theo lỗi khi vách trong suốt thiếu vắng, cần xem xét rõ ấy quần não. Nhãn não có thể đơn độc hay kèm đi theo bệnh lý thần kinh cũng như chứng khác nhau, chụp MRI có giá trị trong chẩn đoán nhãn não. Gai đôi đốt sống và thật bị mà nó tỉnh. Thân bại trong đóng cung sau của đốt sống hình thành nên gai đôi. Đây là bất thường trong sự phát triển của thần kinh mà nó với thần kinh thì sống thoát vị qua chỗ hở ở cung sau của gây nên thoát vị và não tủy. Tổn thương hay gặp ở giai đoạn đoạn lưng thấp hoặc đoạn cùng. Mình thấy nó thì mình sẽ tìm ở cái đoạn dưới, ít khi nó ở trên và nó phát triển từ trên xuống. Đây, thoát vị là não tủy hở đây, nó hở ra này, còn nó kín thì nó khó. Thứ hai cung sau này nó giãn ra thì mình phải đi tìm đi cái cột sống cho nó hở không. Đấy. Tần suất được xảy ra ở 1-2 đến 1.000 đứa trẻ ra đời thiếu acid folic trong giai đoạn sớm của thai kỳ được xem là yếu tố nguy cơ. Thế là như mình cũng sản biết là nó chuẩn bị qua thai thì uống bao nhiêu microgram acid folic là để dự phòng bao nhiêu không sao 400, khi con thai uống 600, trong thời gian con bú uống 500. Mình nhớ là cho nó dễ. Thì acid folic, bởi vì khi mà thai quý 1 là acid folic để nó tạo lên hồng cầu sắt, nó tạo lên khu hồng cầu mà chỉ có hồng cầu thì mới mang đi nuôi, nó phát triển rất lớn nhanh.
nó tập trung nhiều, khi mà nó thiếu nhà nó gây những cái thần kinh luôn. Trước kia thì cứ phải là 18-20 tuần trở lên mới chẩn đoán được, nhưng bây giờ thì chẩn đoán rất là sớm. Từ năm 2017 thì có bài đầu tiên về chẩn đoán sớm spina bifida. Lúc đó một bài báo viết tuổi sĩ của này là viết 21 ca, mới có 21 ca để chẩn đoán, dựa vào cái này để chẩn đoán. Nhưng bây giờ thì tới thì các bạn đưa vào thần quy, ở đây đang chuẩn bị hết những cái khác, thì các đơn vị đã đưa vào thần quy. Người ta cắt được cắt ở cái mặt cắt cỏ đo khoảng giao gánh nhé. Còn các bạn nhìn này, cắt ở mặt cắt cỏ đo khoảng giao gánh, cái VS này là thân não nhé. Đây đồ thị này. Này, đây là cuống não, thân não xuống này. Cái VS là thân não. Cái mặt IT này là não thất 4, còn cái mega này là cái gì, bể lớn, đúng rồi. Còn đây là MT rồi. Người ta lấy cái bê nhắc này mà chia cho cái mặt sau của bê nhắc này xuống MT này cộng với là cái bể lớn này luôn luôn nhỏ một. Nếu bằng một cũng đã nghĩ đến là Sabina rồi. Còn lớn hơn một là chắc chắn rồi. Đấy, mình phải cắt mặt cắt chuẩn này. Còn mặt cắt chuẩn này thì cái bài này là mình đã xem là hình xương dạy rồi đúng không? Xương quý 1 là có mặt cắt đo khoảng hương gái theo em ép rồi đúng không? Lại cũng là chưa, xương dạy bài đấy. Xương dạy bài thần kinh thì em học rồi. Những bài thần kinh mà tiết niệu như thế là bài của phần 2, của phần 1 rồi hết cơ bản. Thế thì mình mới lấy cái thân não mình chia cho cái gọi là cái chỉ số VSDIV. Nếu mà bằng 1 thì mình nghĩ đến là spina bifida, còn nếu lớn 1 thì chắc chắn rồi. Và vì sao cái thân não nó mới là 3 thành phần đấy như này, khi mà nó phải hở đây thì cái thân não tụt xuống thì đương nhiên thân não tròn đi, đè lên, đè đầu tiên lên cái não thất tư là mất đã xoắn não thất tư đi, thì nó lại nhỏ rồi, nó mỗi bể lớn thôi, mà có khi nó mất cả bể lớn. Thế là người ta đo cái thân não này với lại cái não thất tư và bể lớn thì bao giờ cái thân não này nó cũng nhỏ hơn một và bình thường. Bằng một thì cái bên đấy còn mất đi hẳn, nên là nó quá lớn, đương nhiên là nó mất được sự nhẹ có như thế, nó tụt xuống được, nó mới gây lên mất kiểu não. Đây, cột sống này mặt cắt dọc, thế có điểm cuốn hóa sau này, gián đoạn này, mặt cắt vành, cái điểm cuốn hóa sau cách xa, mặt cắt ngang, điểm cuốn hóa chõe là chữ V. Túi thắt vị ở lưng lồi ra phía sau tại vị trí tổn thương trong túi não, trong túi chứa dịch và có thể cả chứa cả chất đặc và lượng tỷ não, tỷ sống ra sọ não, dấu hiệu quả chuối. Hố sau thì nhỏ, tiểu não bị ép vào vùng chẩm, xoa mắc bể lớn, dấu hiệu quả chanh của sọ não, xương chán phẳng hoặc lõm tặng và tạo nên hình ảnh này có giá trị ở Q2, ở Q3 là sọ có vô quá nhiều, có thể nó mất đi hình quan bình thường, nên là máu ung thủy có thể xảy ra do chảy máu não tư chi dưới thường phế tật bàn chân vẹo hai bên. Cái đầu quả chanh này nhé, là quả chanh ở đâu? Thì tây xung quanh ta, đây là dịch của tây ra, quả chanh nhà mình nó tròn vuông vuông đúng không, tròn vuông vuông quả bông bàng thì làm sao gọi là quả chanh được, đúng không? Chanh nhà mình khác, chanh tây làm sao dài đó, nó dài là quả chanh, quả chanh là chanh tây. Mà bây giờ là đầu quả dâu là đúng, trước chả biết làm sao cái thể dịch được là quả chanh của vấn đề này đó, chứ là phải là strawberry, là quả dâu không biết là đúng dâu tây ấy, nó lõm vào. Thật ra cái nghiên cứu này là cái học theo tiền bối là nó không cần hơn đâu. Đấy, đây nó chói ra này nhé, nó chói ra hình chữ V này, nó chói ra này, nó ở đây này. Đây cắt thì nó cắt vành, nó tan hình chữ V này. Đây, cái chỗ mà phát biệt rồi.
này, cắt này, vảnh này, cắt sơn tan này, coronan này, cắt đây là cắt ASEAN này. Đây quả chanh, đây quả chanh là chanh tây đúng không? Đấy, chanh này, chanh này thôi mà đỏ nó lõm rồi. Quả chanh như này, cái quả chanh nó mới tròn, nó không phải là nó quả tiểu não này, còn là quả chuối này thì đúng rồi, tiểu não thì chuẩn luôn. Cắt vào đây này, thêm này, thấy nó thế này luôn. Đầu nó phải lõm rồi này, lõm mà nó tụt xuống mà tụt xuống, nó khác với lại liền cấp sớm mà nó lồi ra. Đây, thật vị này, bàn chân khèo này, chuối này. Nó sẽ bên phải giãn ra một chút, đầu thì phải chanh, móc móc vào này. Đây, đầu phải chanh, móc vào, lồi ra đây, thật vị này, chân khèo. Đây, cắt đấy rồi. Đây, bây giờ máy nhà, máy bây giờ hiện đại này, máy nhà mình cắt này, đầu quả chanh này. Cả này cũng đang khang chán đến lúc về đi xem con trai 17-18 tuần. Nói cái chán luôn, ngày hôm sau đi bảo tôi ra bên xe làm lại nó. Ra nơi quay điện luôn, chiều góc phát hay ở trong. Chán thì con trai luôn, đầu nhé, quả chanh đúng không? Tiểu não này, tiểu chuối này, nó sẽ bên nhẫn nhẹ này. Phân vị này, tí nhé, người này phát vị hơi kín. Cũng làm hàng dán, chẳng ai phát hiện ra vì cái đầu này anh nhìn như cái này. Cắt ngang nó lồi tí này, để cắt dọc nó rất là khó nhìn, nó hay cùng cục này. Nhưng bây giờ máy hiện đại bây giờ nên là nó có cái chế độ gì? Tui. Còn nó là Tomo. Anh tự đặt sao đi mắt là siêu cắt lớp. Mình cắt là phát để chín hình ảnh này, một cắt một nát nhát này nó ra được chín hình này. Mình xem từng hình mình sẽ phát hiện ra hình này là hình gì, mấy con nhỏ thì nhìn phát hiện rất dễ làm. Mấy bây giờ mấy đời mình cũng vậy, dễ làm đó. Nhưng còn nó nét mình phải để ý này, để ý cái đầu nó hơi móc vậy thôi, xuống quanh kiểu não cái là mới cắn luôn. Đấy là quả chuối luôn. Được xuống tìm trên cầu sống nó bị kiểu chụp cân cũng như vậy, mình mãi dưới mình thấy một khí này. Cái này bỏ tha để ăn chết luôn, để ăn được phần nặng luôn. Còn như mấy thầy thầy sơn là tìm chi nhiều nhiều cũng được anh ơi, cái này mỏ được nhất chi mỏ được, mình hỏi thì mình mỏ được thì nếu ngồi được một là chắc có đồng kinh không, lớn lên đồng kinh không, hai có đuổi được nhà không, hay là chỉ ngồi trong nhà cười thôi, bố mẹ về cười phát xong thôi đấy, được ai là được, được cái lúc bán mấy cái nhà thì mà con cũng vẫn là ấy, IQ vẫn tuần 10-15 thì là cũng được cái gì. Và tận là lúc sống thì thế rồi, cái này thì nó có lệch cái con vụ vẹo nó không có gì này, đúng không? Là lúc sống thôi, nó có một bên thì bên kia nó sẽ bổ sang bên cùng bên thôi. Nếu mà phía trước thì đây là phía bên phải trái thì lên vẹo rồi, để cái máy mình chụp lên cái máy đợt mới bây giờ chế độ này là chế độ scan, chế độ xương ấy. Chụp 3D lên nó ấn vào chế độ này nó lên luôn các cái lốp sống dường dần, nếu một lốp dường dần là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là bình thường, 11 thì phải nghĩ lên đao dường dần, 11 thì dường dần là phải nghĩ lên đao thì ta làm đấy, làm chứ không gọi là chứ còn 3, 6 đẻ đâu phải đâu, anh chưa làm nên là nó làm đến 26 đẻ rồi, 36 thì chứ cũng phải cùng cùng thì mục tiêu bằng mầm này. Mục tiêu bằng mầm này xuất phát từ bụng cột nam nữ lớn lên nam 4:1 cũng có thể phát triển ra ngoài vào trong cùng chậm, nếu phát triển vào trong có thể xâm lấn vào làm nguyên tắc này cái niệu về thận hướng nước cũng phát triển ra ngoài để bảo vệ xương cứng cột xương chậm, các cái thần kinh có thể tổn thương gây đến chứng liệt bàng quang liệt chi dưới, vùng này giàu mạch máu, rất giàu mạch máu luôn. Nếu phát triển ra ngoài là tiếp 1, phát triển ở trong ngoài tiếp 2, phát triển 2-3 bên trong ít ngoài tiếp 3 mà hoàn toàn bên trong tiếp 4 để rất để ít khi phổ mạch nó toàn là mạch và mạch ấy, rất nhiều dầu mạch luôn. Cái này nó dầu mạch máu lắm mà nó gây lên cái dính giữa hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, hệ sinh dục có phần đẹp lắm, hầu như là chết rồi. Nên là phát hiện cái này được việc tiên phải tính toán
nên nó có thể đánh ra ngoài. Tiếp 1 thì em để tiếp 2 là nó khó nổi, tiếp 3, tiếp 4 thì hầu như là cực này không thể ra đâu, không giải quyết cái gì cả. Đấy, nó to như thế này. Cái này hay gặp lắm đấy. Đây, nó phát triển về đến thận bằng quang, ngang sau bằng quang. Đấy, nó to, mạch máu rất nhiều. Vâng, còn cả mít đại tràng, cái tràng đã nhìn thấy rồi. Đại tràng đã lớn ra này. Đại tràng không đến đây phải là mất phân chia luôn rồi. To như thế này. Nói chung là nặng. Bây giờ thì cổng tử đánh giá được ngay mà cả chụp đánh nhắc như Sony luôn. Siêu âm thì các bạn cũng biết là những người phải quay xong voi thôi. Mình sờ chân thì bỏ nhạc siêu âm như cô hình luôn. Còn nếu sờ tay thì như quạt thì cố gắng là làm dần quen. Thì lúc đầu này là bây giờ hôm qua lắm cả 4 năm mới chung đầu vào nhau chả biết nó là cái gì sức cả. Cứ tính thôi. Nhưng mà cố gắng là đi học được những cái khóa đó thôi. Vừa ăn vào em bún cho mỗi bạn chân xét mọi người em được cơ sở 4 7 em lên cơ sở 4 thì em sách chẳng biết hẳn cái gì đấy. Cố gắng mình học bây giờ là có thể làm được 5 phút thì sơn lớp này là lớp lớp phân để học ở bệnh viện. Anh hiện tại bây giờ có lớp 1 của lớp cao học thì năm ngoái không có ở trên việc được năm nay là được rồi. Xong những lớp cơ xương cơ bản trở nó hình ảnh cơ bản của kiến thức của đọc y lớp xương mù tổng quát của đọc y của kiến thức lớp này nghĩa là trong khoảng 4 năm lớp y thì chỉ là một mấy chỗ thôi. Qua đầu ban sáng qua họ tăng kêu ban tăng kêu phản phục tập ý kiến là tập trung có đông quá máy 700 người làm ý kiến cho nên là đối với bạn lớp